Thưa quý vị, quận Thốt Nốt vừa tổ chức họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023. Với phương châm đoàn kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, công tác tổ chức Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023 được quận Thốt Nốt chỉ đạo thực hiện chặt chẽ chu đáo. Đã tổ chức chi trợ cấp Tết cho hơn 31.000 lượt đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 16 tỷ 700 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn vận động xã hội quá được hàng ngàn phần quà để chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế, tổng trị giá trên 9 tỷ 300 triệu đồng. Các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức chủ đáo, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Ông Trịnh Minh Thắng, Quỹ viên Ban Thường vụ Thành quỹ, Bí thư Quận quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quận Thốt Nốt, yêu cầu các ngành địa phương ngay sau Tết tập trung rà soát công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm, tổ chức tốt công tác giao quân năm 2023 đảm bảo chặt chẽ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội